Đâu đó khoảng 6 giờ là phải ra khỏi nhà rồi, cho nên cũng không có thời gian uống gì hết trơn á. Tới đây thì chị ăn nhẹ chút xíu là phải làm việc liền tù tì tới bây giờ luôn. Tranh thủ nghỉ ngơi thì xem ra tắm dưỡng mọi người chút xíu, lát nữa là vô làm việc lại rồi. Trong lúc mà nghỉ ngơi như vậy thì mọi người sẽ thường làm gì ta? Nếu như mà là Sam ở nhà thì Sam sẽ thường lựa chọn một cái thứ gì đó để ăn vặt, và bổ sung năng lượng. Nhưng mà bổ sung năng lượng sao mà vẫn phải healthy nè, lành mạnh và không có lo sợ mập nha. Mọi người nghe như vậy là khó lắm đúng không? Thật ra là không khó đâu. Hôm nay Sơn sẽ bật mí cho mọi người một bí quyết nha. Tip 1. Uống nước đầy đủ để cơ thể được refresh sau những shoot quay và tái tạo năng lượng mới. Do tính chất quay, chụp và tiếp xúc với đèn hậu trường nhiều, cũng như việc make up liên tục, nên việc uống nước cũng giúp cho da dễ đẹp và căng mọng hơn. Tip 2. Tránh để quá đói. Đói cũng là một trong những lý do lớn khiến cho chúng ta cảm giác thèm ăn, ăn vô tội vạ và không kiểm soát được lượng calo nạp vào. Để tránh quá đói thì cả nhà nên ăn đủ bữa và đủ chất nha. Tip 3. Ăn vặt lành mạnh. Nếu như các bạn thường cứu nguy những cơn đói bằng những món ăn vặt thì hãy nhớ chọn các món ít calo, tươi ngon, healthy như trái cây, các món thức uống dinh dưỡng. Giống như Sam thì Sam sẽ chọn sữa tươi ít đường nè. Rất đơn giản nha, đó chính là ta-da! Sữa tươi Vinamilk 100% ít đường. Mọi người có biết là tại sao Sam lại lựa chọn sữa tươi Vinamilk 100% ít đường không? Tại vì đầu tiên á, sữa tươi sẽ bổ sung cho chúng ta những dưỡng chất cần thiết trong cơ thể nè. Và thứ hai thì sẽ cung cấp cho chúng ta một lượng canxi để giúp xương luôn chắc khỏe, giúp cho chúng ta tự tin vận động trong một ngày bận rộn. Mỗi ngày trước khi đi làm thì Sam đều mang theo em sữa tươi Vinamilk để có thể nạp năng lượng trong những giờ nghỉ ngơi. Vừa tiện lợi nè, vừa bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng mà lại còn vị ngọt ngọt thanh thanh rất là dễ uống nữa chứ. Chị ơi, ra chỉnh trang và lại xét chụp nha. Ok, bí kíp của Sam đơn giản chỉ như vậy thôi, vừa ngon nè mà vừa nạp năng lượng nhanh chóng nữa. Mọi người có thể sáng tạo rất là nhiều thứ cùng với sữa tươi này. Ví dụ như là mình làm cà phê sữa tươi nè, hay là ngũ cốc sữa tươi, hoặc là sinh tố. Nói chung là thế nào cũng ok là hết. Còn bây giờ thì Sam sẽ uống hết hộp sữa tươi này và quay trở lại với công việc đây. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.